Quý Phật tử chắp tay niệm Phật với quý thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý thầy, quý sư cô, toàn thể kính chào toàn thể quý Phật tử. Thì hôm nay là ngày sinh hoạt cuối tuần, chúng ta ngưng sinh hoạt hai kỳ do có vị thượng tọa Đại Đăng Viên Tịch, cho nên quý thầy lo cho quý, cho nên ngưng hai thời hai kỳ. Hôm nay là ngày 15 hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2021, nhằm ngày 14 tháng 3 năm Tân Sửu. Thì trước khi chúng ta học, chúng ta tưởng nhớ tới Thượng Tọa Đại Đăng Viên Tịch. Thì thưa tất cả quý Phật tử, thì với sự có cái duyên gặp được thầy lúc tu chung trên thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, thầy có hạnh rất là vì đại chúng, thương đại chúng. Và khi bảy huynh đệ thầy lên đó thì thường đồ đạc thì mình thiếu gì mình lên xin thì quý thầy sẽ cho. Còn này thầy xuống tới dưới phòng thầy hỏi huynh đệ có thiếu gì không, rồi thầy đi ra ngoài chợ thầy mua áo ấm, nón, vớ này kia đầy đủ hết phát cho mỗi huynh đệ. Rồi ở trên đó nhu cầu tăng ni mà muốn đi đâu, muốn đi ra ngoài đó thì phải có cái nhu cầu gọi là cần thiết lắm, giấy tờ hay là cha mẹ bệnh hoặc hay là mất gì mới được về. Mà khi về là thầy làm thủ bổn trên đó, thì là thầy chi, thầy kêu lên thầy cho chứ khỏi cần đợi xin. Nên và khi mà qua làm Phật sự, được sư ông giao trách nhiệm qua bên nước ngoài làm Phật sự, thầy rất là từ bi vì đại chúng cũng như vì Phật tử. Ở đâu có khóa tu mời là thầy đến, rồi thầy gặp thầy thì rất kính thầy, coi thầy giống như là một vị thầy. Nhưng mà thầy thượng tọa thì coi thầy giống như là một người em, rất là thương và lo lắng. Những khóa tu gặp đi chung với thầy, thầy rất là vui, rất là thương và lo lắng cho huynh đệ. Thì Đức Phật ngày có dạy, có sanh, già, bệnh rồi chết, thì ai ai cũng như vậy, tùy theo cái duyên, cái hành nguyện của mỗi vị. Nên qua một thời gian bệnh, tuy là tăng ni cũng như quý Phật tử cũng thành tâm hướng về như tụng kinh tu tập để hồi trợ duyên cho thượng tọa. Nhưng mà với cái theo cái thuận thế vô thường, sanh già bệnh chết, cho nên khi mà
Có những ngày thầy qua thăm thượng tọa lúc mà thượng tọa còn sanh tiền, còn sống, thì khi đến thì chăm sóc thượng tọa rất là tỉnh táo và rất là an lạc. Tuy là quý Phật tử mình thấy khi mình cảm mình đau nhức á, chút ít á, mình còn khó chịu, hà huống chi là ở trong lục phủ ngũ tạng nó gọi là nó sắp rời ra, chia rẽ ra. Nhiều khi thầy thấy cái chân nét mặt nó hơi nhúng lại là thầy biết trong nó đau lắm, nhưng mà với nét mặt ở ngoài thì nhìn vào thì thấy rất là điềm tĩnh, rất là an, nghĩa là có sức làm chủ mạnh, rất là mạnh. Sở dĩ mình được như vậy là thường ngày tu tập miên mật, cho nên khi mà bệnh rồi cái lúc mà giai đoạn mà bác sĩ là cho về đó, người ta họp lại ba bốn người, người ta nói là không qua khỏi 3 ngày, nhưng mà với sức tu tập như sức là làm chủ của ngài thì những cái cơn đau tuy là có đến nhưng mà nó không có làm cho ngài chao động cái tâm tu tập của ngài. Thì khi thượng tọa ra đi thì tăng ni cũng như toàn thể quý Phật tử cũng rất là nhớ, và những cái hành trạng của ngài rất là cao quý, được Hòa thượng Tôn sư giao trách nhiệm mà qua đây để hướng dẫn Phật tử tu tập. Thì ngài làm tròn trách nhiệm và thương yêu huynh đệ như là anh em trong nhà, luôn luôn sách tấn động viên. Thì qua những tuần vừa rồi thì có nhiều vị thì buồn, có nhiều vị thì khóc, có nhiều vị thì cảm động sâu xa, có nhiều vị thì miệt mài nỗ lực tinh tấn tu tập. Thì thấy qua tuy là mới đây mà cũng gần hơn 2 tuần rồi, mau lắm. Cho nên mình thấy như vậy rồi thì quý vị Phật tử cũng như toàn thể đại chúng nên cố gắng thấy cái vô thường, nghĩ là thượng tọa to, thượng tọa tay cũng rộng, nghĩ là đâu có đi sớm như vậy. Quý thầy vừa thấy cái vô thường, cái sanh, cái già, cái bệnh nó đến bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta tự thấy như vậy rồi, nỗ lực tinh tấn tu tập để có cái sự làm chủ cũng như sự tu tập mình nó vững, để một khi vô thường đến chúng ta vẫn mạnh dạn biết trước rồi vui vẻ ra đi. Và hôm nay chúng ta tiếp tục câu kinh Pháp Cú thứ 363. Thì câu 363 được Đức Phật ngài dạy cho các vị tỳ kheo với từ đề: thầy tỳ kheo không giữ gìn mồm miệng. Hồi Đức Phật còn tại thế, khi Đức Thế Tôn ngài ở tại chùa Kỳ Viên, có một vị tỳ kheo tên là Kokalika thường hay phỉ báng hai tôn giả, đó là ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Cho nên khi mà mất á, thì bị đọa xuống địa ngục. Rồi các vị tỳ kheo mới bàn tán tại sao mà như vậy. Thì Đức Phật ngài đi, thưa ngài sáng thì ngài đi thiền hành, thì ngài nghe các vị tỳ kheo bàn tán như vậy. Thì Đức Phật ngài đến, ngài hỏi
Này các vị tỳ kheo, các ông đang luận bàn vấn đề gì đó? Các vị tỳ kheo này mới trình lại với Đức Thế Tôn là tại sao vị tỳ kheo đó lại phỉ báng cũng như là chê bai cái hai vị đệ tử lớn của Phật, vị lãnh đạo ở trong tăng đoàn như vậy, sau khi mất lại lại đọa xuống địa ngục. Đức Phật ngài nói không phải lần này mà vị đó đã bị như vậy đâu, nhiều kiếp quá khứ về trước cái vị này cũng đã từng phạm phải cái lỗi đó. Các vị tỳ kheo mới muốn biết được cái chuyện quá khứ, cho nên mới thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, các con muốn nghe lại cái chuyện quá khứ của vị tỳ kheo đó. Rồi Đức Phật ngài mới kể chuyện hồi xưa, hồi cái quá khứ á, nói về con rùa ham nói. Thì con rùa này á, nó ở tại cái trên cái dãy núi Hy Mã, có cái hồ nước rất là trong đẹp và có nhiều thức ăn ở dưới, nó ở dưới. Thì một hôm có một đôi ngỗng ở từ ở nơi khác nó bay đến, nó thấy cái hồ nó xà xuống, nó đáp xuống là nó thấy thức ăn nhiều, có nó ở đó vài hôm. Sau khi nó ở vài hôm nó gặp được con rùa, rồi hai bên nói chuyện nhau rồi cái kết bạn thân với nhau. Rồi con hai con ngỗng này nó mới giới thiệu, nó đến đây nó thấy cảnh này đẹp tốt và nó cũng giới thiệu ngay chỗ nơi hai nơi sinh sống của nó có một cái hồ rất là đẹp, đồng vàng, có nhiều thức ăn cũng cũng đẹp lắm. Rồi hai ngỗng này mới mời mời con rùa đến cái chỗ đó chơi cũng như là cho biết. Rồi con rùa nó mới nói: tôi đâu có cánh như bạn đâu mà bay được. Nó nói không không sao, bây giờ bạn chỉ cần muốn đi đến đó, bạn chỉ cần ngậm miệng thôi, đừng có nói gì hết, thì tôi sẽ chở bạn đi đến đó. Thì con rùa đồng ý. Thì hai con ngỗng mới ngậm một cái cây ghẹ nhỏ, hai con ngậm hai đầu, bắt con rùa ngậm ngay chính giữa cắn cái cây đó, rồi hai con ngỗng mới cất cánh bay chở đi. Thì khi bay nửa chừng để đến cái gặp những cái đứa trẻ ở dưới này, nó nhìn lên nó mới nói là con rùa bị hai con ngỗng nó chở đi, nó tha đi đâu kìa. Con rùa ở trên này nó mới nghĩ người ta tha đi thì kệ ta đi, ở dưới này còn bàn luận đâu có dính dáng gì tới tụi bay đâu, mà tụi bay cứ la cứ nói sùm dưới này làm chi. Nếu con rùa nó quên cái lời dặn, nó hạ miệng ra, nó tính, nó suy nghĩ trong đầu nó như vậy, nó muốn mở miệng ra, nó thanh minh, nó biện luận, nó nói. Thì khi mà nó mở miệng ra thì rơi xuống, nó đang bay trên độ cao mà rơi xuống ngay chỗ cái sân của cung của nhà vua. Mời thưa quý vị, con ngỗng nó bay rất là cao, quý vị thấy những cái đàn di trú mà khi tới mùa đông á, những con thiên nga đó, ngỗng trời đó, nó bay đi đó. Thì khi rơi xuống thì con ngỗng nó rơi xuống thì con rùa nó bị vỡ cái làm hai và chết. Nhà Đức Phật ngày mới dạy: Này các tỳ kheo, một tỳ kheo phải kiểm soát lời nói, sống lặng thinh, không tự kiêu và thoát khỏi phiền não. Thì khi mà con rùa mà nó vừa mở miệng ra, có những chuyện chúng ta mở miệng ra là giống như con rùa. Đức Phật ngày mới nói ra câu kinh Pháp Cú thứ 363: Tỳ kheo nào điều nhiếp được ngôn ngữ khôn khéo và thanh tịnh, thì khi diễn bài pháp nghĩa lời lẽ rất được
hòa ái rõ ràng. Đức Phật ngày dạy vị tỳ kheo xuất gia theo Đức Phật, nhưng mà vì gì đó mà có lời phỉ báng chê bai hai vị ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên sau khi mất thì ngài đọa địa ngục. Được Đức Phật ngài dạy, ngài giải thích và ngài nói chuyện tiền không phải là bây giờ. Thường thường mình hay có cái đó giống như là cái thói quen, hay còn gọi là cái nghiệp. Cái nghiệp chúng ta thường ngày, chúng ta quân tập, chúng ta làm. Ví dụ như chúng ta thích chê bai hay là gì đó, thì bất cứ ở nơi đâu thì chúng ta đến là bắt đầu chúng ta có hai cái: khen và cái chê. Cái vừa hợp ý với mình á thì mình khen, còn mà không hợp ý với mình á thì mình chê. Mình chê á, mình phỉ báng đủ thứ. Mình vừa khi mình chê thì mình dùng sao, dùng đủ thứ lời lẽ, như trong cái giới thứ thứ tư, nghĩa là cái này vừa là cái phạm giới là chúng con nguyện trọn đời giữ giới không nói dối đó. Thì khi mình nói dối là nghĩa là chúng ta chúng con không do lòng tham nói lời dối trá lừa bịp người, không do lòng nóng giận nói lời hung dữ khiến người buồn giận, rồi không do lòng hiểm ác nói lời vu oan vu cáo khiến người bị khó khăn tù tội, mà hằng nói lời chân thật ngay thẳng. Cái giới là cái giới thứ tư, là khi mình do lòng tham mình cũng có thể mình nói dối, rồi do lòng nóng giận, nghĩa là ở chung trong đại chúng nhiều khi chưa chứng quả vị thánh cho nên cũng còn tham sân si phiền não, và hà huống chi là Phật tử của mình chưa xuất gia, chưa ở nơi chùa, thì những cái tham sân si phiền não mình nó cũng vẫn còn. Mà khi mình do lòng nóng giận á, mình nói lời hung dữ khiến người ta buồn giận, khi mà mình bị những cái gọi là giới thứ tư á, do tham lam nè, do nóng giận nè, rồi do lòng hiểm ác, mình lúc đó là mình quên nghĩ là mình sẽ tạo tội, mình làm như quý vị thấy con rùa nó được bạn mời đi qua bên cái chỗ của mình ở bên động, bên cái hộ bên kia nơi trú xứ của ngỗng. Nhưng mà con ngỗng nó dặn rồi, nếu mà không đi thì phải ngậm miệng. Nhưng mà khi mà gặp những đứa trẻ ở dưới này, nó la, nó nói này, nó nói kia, rồi nghĩ trong lòng mình muốn thanh minh, muốn nói ra để cho những đứa trẻ nó hiểu. Nhưng mà khi mà mở miệng ra thì sao? Nếu mà trong sinh hoạt, trong cái giao tiếp, như là đi từ nước này qua nước kia, người ta giao cái trách nhiệm của mình đi làm gọi là hòa giải đó, người ta nói nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang.
Nếu mà mình không khéo, mình dùng cái lúc đó mình không kiềm chế được cái sự cái lời nói của mình, hay là lúc đó mình vì một chút là sân giận hay là lòng tham gì đó thì có thể là làm cho tiêu tan. Rồi cũng vậy, cái lời nói của mình nó nguy hiểm, giống như là cái con rùa mà nó há miệng vậy đó, nó đang đi trên cao vậy đó. Cho nên khi mình dùng cái lời nói, tuy là mình không có khéo như là không có được xuất gia như vị tỳ kheo, mình ở còn ở tại gia thì mình phải khéo tu tập. Cho nên khi mỗi lần ngồi thiền đó, quý thầy mình dạy mình phương pháp về điểm hơi thở, mình vừa khởi lên ký niệm, mình khởi lên ký niệm gì đó là mình biết nó là giả, là không thật. Mình quay trở về, mình sống với cái chân tâm của mình, chân tâm sẵn có ngay nơi mình. Nói chơn là lìa vọng là chơn, linh giáo là tâm. Cái tâm khi mà mình không có vọng tưởng đó, lúc đó là chơn. Thì ngay nơi đó thì tự nhiên cái mình, cái tâm mình nó không có vọng tưởng, lìa lìa ngay đó là mình không còn nghĩ tưởng chuyện quá khứ như chuyện tương lai, không có tham sân si phiền não khởi trong lòng. Thì khi mình lìa được tất cả những cái ý niệm, cái khởi nghĩ trong đầu của mình, ưa thích, thường thường mình nghĩ là nó có hai, nó còn kẹt hai bên giữa thiện và nghĩ ác, giữa tốt và xấu, thích và không thích, nó còn kẹt kẹt hai bên. Khi mình vừa khởi lên là nó còn kẹt hai bên, nó dính vào trong đó. Như khi mà nó dính, nó kẹt á, thì mình biết nó là giả, nó là không thật. Cho nên khi mình tu, mình ngồi thiền là mình chỉ cần lìa lìa cái vọng thôi. Mà muốn lìa á, nói á, thì rất là dễ, nhưng mà khi quý vị thực tập tu tập, cho nên thường quý thầy cũng như hội thầy Phật, các vị tỳ kheo khi xuất gia theo Phật thì vào mùa an cư á, 3 tháng á, là trước khi vào hạ thì các vị tỳ kheo thỉnh ý Phật chỉ cho cái phương pháp tu. Thì Đức Phật ngài có cái tự nhãn, ngài nhìn các vị đệ tử của mình biết cái vị nào là chỉ cách tu. Ngài là một bậc hướng đạo sư mà, ngài người là chỉ đường, cho nên chỉ dạy cho phương pháp tu. Nếu mà cái vị nào mà siêng năng, nỗ lực tinh tấn tu tập á, thì trong vòng 3 tháng có thể không tới nữa, có thể là chứng quả quả vị thánh. Cho nên khi Đức Phật ngài chỉ dạy phương pháp tu thì mình phải ứng dụng tu tập. Chứ nhiều khi chỉ dạy mình học cách này cách kia nhiều nhưng mà không có ứng dụng tu á, thì khi xuất duyên đối cảnh á, mình không có sức làm chủ mạnh, mình chạy theo vọng, mình quên sống với chân. Rồi cái chân tâm, cái tâm của mình á, có khi là dùng dùng nhiều nhiều cách để mà nói về về cái tâm của mình. Nhưng mà khi mình tu tập á thì mình lìa vọng, trở về chân, sống với cái tâm gọi là lặng lẽ, sáng suốt, mầu nhiệm ngay nơi mình. Mà mình không khéo á, mình chạy theo vọng á, thì mình bị những cái như là lòng tham nè, rồi nóng giận nè, rồi do lòng hiểm ác ngay nơi trong trong mình, nó sẵn có những cái đó, nó giống như là cỏ vậy đó.
mình không có cần chăm sóc, không cần bón nữa, mà nó đã quân tập mình nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên bây giờ mình tu tập á, là mình tập rạn lọc, bỏ bớt cái những cái đó. Nó vừa khởi, nó vừa máy lên, nó vừa khởi lên là chúng ta biết nó là vọng, là giả. Chúng ta lìa nó. Mà muốn lìa nó thì có Đức Phật Ngài chỉ dạy rất là nhiều cách. Thiền, điểm hơi thở, quán, từ bi, như là tám muôn, 4.000 cái pháp môn. Nhưng mà khi mình thấy cái nào mà hợp với sự tu tập của mình thì mình áp dụng cho tới nơi tới chốn, để khi vô thường, khi mà có những cái duyên nghịch và cái duyên thuận nó đến thì chúng ta có sức làm chủ mạnh và có thể vượt qua và có thể tiến lên xa hơn nữa. Nên Đức Phật Ngài dạy cho các vị tỳ kheo: tỳ kheo nào đều nhiếp được ngôn ngữ, khôn khéo và thanh tịnh. Nghĩa là đều nhiếp được ngôn ngữ của mình. Nếu mình nói ra cái lời gì là mình phải có cái sự làm chủ, có cái sức nhiếp phục cái lời nói của mình. Cái lời nói của mình nó giống như là dao vậy đó. Người ta ví dụ giống như là dao vậy đó. Cái dao nó có hai cái công dụng. Một á là công dụng lợi ích, như là các vị làm chi khố á, nấu bếp á, thì nó là cái phương tiện tạo ra món ăn, những cái món ăn rất là ngon và đẹp mắt, nó là nuôi dưỡng thân của mình. Còn cái mặt thứ hai á là cái mặt hại, nghĩa là cái dao đó người ta không có dùng vào cái công việc sắc gọt lợi ích, mà người ta làm tổn thương người, tổn thương vật, tổn thương bản thân. Đó là cái mặt gọi là nó tổn hại. Thì cũng vậy, cái lời nói của mình, nếu mình có sức làm chủ, có sự tu tập, cũng như là có sức làm chủ và có cái tâm thiện, tâm tốt, mình nói, mình làm ra cái lời gì đó là vì vì trước nhất là gì? Vì lợi ích cho bản thân, vì lợi ích cho những người xung quanh và vì lợi ích cho tất cả mọi người. Cho nên mình mới nói. Còn bây giờ mình vì một chút tham sân si mê phiền não giận tức ở nơi mình không kiềm chế được, mình không tu tập được, mình không có sức tu tập mạnh á, thì mình sẵn sàng mình tạo cái lời nói không có hay, không có tốt. Mà cái vị mà điều nhiếp được ngôn ngữ khôn khéo và thanh tịnh thì diễn bài pháp nghĩa lời lẽ rất được hòa ái rõ ràng. Cái vị tỳ kheo mà nhiếp phục được ngôn ngữ, cái lời nói của mình muốn nói ra là gì á, thường người ta nói sao? Trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Rồi có vị thì nói hoặc làm á, thì có hòa thượng tiền qua ngài có gọi là bài học ngàn vàng đó, thì ghi ra cái câu đó: phàm làm việc gì trước phải nghĩ đến hậu quả của nó. Mình làm, mình nói từ thân miệng và ý của mình, mình làm hay là mình nói, làm á là tay chân thân mình, thì cái miệng mình nói á nó cũng là một cái hành động của miệng. Khi mình nói phải trước trước khi mình nói, trước khi mình làm á phải nghĩ đến cái hậu quả của nó. Thì khi mình nghĩ tới hậu quả đó là gì? Mình làm ác á, thì khi mình vừa khởi nghĩ lên thì mình biết cái quả nó sau cùng là gì? Cái quả đau khổ. Còn ví dụ như mình hướng về cái điều lành, điều thiện, thì khi mình vừa khởi móng tâm mình khởi lên, mình
thân mình đi làm, miệng mình nói thì cũng có khen, cũng có chê, cũng có động viên, cũng có kêu, nhưng mà mình thấy cái điều đó hay, điều đó tốt thì mình cứ mạnh dạn làm cho tới nơi tới chốn. Ngay khi mình điều phục được cái lời nói cũng như là cái hành động của mình nó theo cái chiều hướng thiện, chiều hướng tốt rồi, thì khi mà mình làm điều thiện đó thì mới đầu mình làm một lần, lần thứ nhất á thì nó còn nhiều vụng về, nhưng mà mình làm lần thứ hai á, quý vị thấy mình làm ở trong những công ty, những cái xí nghiệp của mình á, mới ban đầu thì mình học á, làm lần thứ nhất á thì nó chưa có gọi là thường thuộc, nhưng mà làm làm được nhiều lần á thì sao, nó quen, nó thường thuộc đi. Thì cũng vậy, nếu mà chúng ta khéo nhiếu phục cái lời nói, cái việc làm của mình, rồi mình tu tập mỗi ngày, cho nên thường mỗi ngày quý thầy hay ngồi thiền, hay là tụng kinh, hay tu tập mỗi ngày mỗi ngày, tuy là thời gian nó rất là ngắn, rất là ít, nhưng mà mỗi ngày mình quân tập như vậy á, mỗi ngày qua, mỗi ngày qua, tuy là mỗi ngày nó chỉ một ngày 24 tiếng, nhưng mà tu tập á, thì có khoảng 3 tiếng, ví dụ như ngồi thiền 3 tiếng hoặc 4 tiếng hoặc 5 tiếng hoặc 6 tiếng thôi, nhưng mà còn những cái giờ nó dư ra trong 24 tiếng thì mình tu tập đó được nhiều. Với Phật tử mình thường ngày một ngày mình dành ra sự tu tập mình được bao nhiêu trong 24 tiếng, ngủ nhiều rồi ăn nhiều, nói nhiều, nhiều khi có buổi ăn thôi mà nhiều khi chuẩn bị trước cả cả một ngày 2 ngày, rồi có khi là từ sáng tới trưa là lo phần ăn thôi. Rồi khi ăn thì chế biến đủ thứ hết, rồi cái thời gian đó phải xắt gọt kiểu này kiểu kia, phải có nhiều vị á, ăn phải theo cái gọi là cái gì đó, cái ru của nó, cái gì phải theo món đó, phải chế, có khi chuẩn bị lâu. Cái ngủ của nó cũng chiếm cái thời gian mình hết gần phân nửa, nửa cuộc đời rồi. Cái ăn, rồi cái mặc, rồi cái ở, nó chiếm rất là nhiều thời gian. Cho nên mình không khéo á thì những cái đó nó làm cho mình mau hết cái thời gian trong ngày. Rồi cái từ ngày này qua tháng nọ, qua năm kia, rồi một hôm chúng ta chào tạm biệt cõi đời rồi đi ra qua cõi khác. Mà mình sống một đời mà muốn cho có ý nghĩa thì phải có cái thời gian tu tập nhiếp phục được cái lời nói, cái việc làm của mình. Mà muốn được như vậy chúng ta có cái duyên, có cái phước báo nhiều lắm, nên chúng ta mới được gặp được Tam Bảo, gặp được thầy lành bạn tốt hướng dẫn mình tu tập. Mà thầy lành bạn tốt hướng dẫn mình tu là chỉ cho mình cái cách để mình đi, cái hướng để mình đến, cái mục đích, cái mục đích đến sau cùng của mình á, đó là mục đích giác ngộ giải thoát. Quý thầy hay quý cô hay là ôn lại lời Phật dạy, là nhắc lại cũng như ôn lại, chỉ lại là cái con đường để quý Phật tử cũng như quý thầy, mỗi lần quý thầy nhắc lại là quý thầy ôn lại, cũng như là nhắc lại ngay nơi bản thân của mình, cũng như nhắc lại, nhắc cho quý Phật tử biết để mình cũng có khả năng giống như Phật. Phật nói tất cả chúng sanh đều có sẵn cái Phật tánh, tự mình không nhận ra, mình quên quên cái của báo sẵn có ngay nơi mình mà mình chạy đi, tìm ở bên ngoài bỏ đi. Nên Đức Phật chỉ cho mình cách tu tập, thì quý thầy chỉ ôn lại, nhắc lại
Thì khi mình, Đức Phật Ngài dạy phải nhiếp phục được cái lời nói, ngôn ngữ. Thì khi mà mình nhiếp phục được á, thì cái lời nói mình á, nó sẽ có là phương tiện là nhắc cho người ta bỏ ác làm lành, người ta làm biến, người ta bị là si mê, cho nên người ta ham ăn, ham ngủ, ham mặc, ham ở, cho nên ta không có thời gian để tu tập. Như quý Phật tử thấy, nếu mà mình đam mê về cái ăn, mà mình ăn nhiều quá thì sao? Khi ăn no thì kế nữa là gì? Ngủ. Ăn rồi tới ngủ, ngủ mà chưa đủ giấc mà có người khác ta lại ta gọi, ta kêu á, thì lúc đó mình sao? Phiền não sân. Ăn, ngủ rồi sân. Đức Phật ngày một hôm ngày đến ngày rõ cửa một vị tỳ kheo cứ ăn rồi khi đi khất thực ăn xong rồi về cứ vào trong phòng mà ngủ. Ngài biết cái tuổi thọ của vị tỳ kheo này còn 7 ngày nữa là sẽ mất. Ngài đến ngày rõ cửa, ngày quở. Ông 500 kiếp về trước, ông đã từng làm trai sò, mối mọt, đã ngủ nhiều rồi. Bây giờ ông thời gian còn khoảng vài hôm nữa là ông sẽ mất. Phải nỗ lực tinh tấn tu, đừng có mê ngủ như vậy. Ngủ nhiều nó không có tốt. Ngủ nhiều nó ngờ ngờ u ngu gì. Trước khi đó là ngủ biết nó mất dấu. Nên không có sáng suốt, không có trí tuệ. Cho nên mình cứ tối ngày cứ ngủ xong thức dậy, ngủ xong thức dậy thì sao? Thấy bụng đó sao? Đói. Đói bắt đầu đi tìm muốn này kia ăn. Mà không lẽ mình cứ sanh ra nơi đời đây rồi mình cứ ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ, không có thời gian tu tập. Một khi vô thường nó đến, nó ăn, ngủ, rồi không có lo tu tập, thời gian nó qua nhanh lắm. Mình thấy có nhiều vị sanh ra vài tháng, có nhiều vị vừa sanh ra thấy mặt có là mất. Rồi có vài tháng cũng có, vài ba tuổi cũng có, mười mấy tuổi cũng có, hai mấy tuổi cũng có. Nên là vô, nên là bất cứ lúc nào vô thường nó đến dẫn đi cái là xong. Mà nhiều khi chúng ta thấy năm nay thấy năm rồi thì thấy rất là nhiều người mất dịch bệnh, cho nên rất là nhiều người mất, nhưng mà vẫn cũng có thấy rất là nhiều người cũng tham sân si phiền não, cũng không có sự tỉnh giác để mà tu tập. Và năm nay cũng vậy, năm nay thì có nhiều vị lớn tuổi, nhiều vị cũng không lớn tuổi, cũng đột ngột cũng ra đi, cũng bệnh rồi cũng ra đi. Nhưng mà khi mình thấy cái sự vô thường, cái sự thay đổi như vậy, để chúng ta khéo nhiếp phục ba nghiệp của mình, lời nói, việc làm của mình, ý nghĩ của mình, thấy như vậy để chúng ta nỗ lực tinh tấn tu tập nhiều hơn. Chứ nhiều khi có nhiều vị thấy thì cứ nhớ tới, mỗi lần nhớ tới hình ảnh của người thân, hay là mỗi lần nhớ tới cái sự ra đi vô thường, cái là chúng ta buồn, chúng ta lo, chúng ta bỏ ăn, chúng ta quên ngủ. Mà thưa quý Phật tử, mình không có chăm sóc tốt bản thân của mình, dẫu cho người thân còn, người thân cũng không có vui. Khi mà mình không có lo ăn cho tốt, không có ngủ nghe cho nó đầy đủ cái giấc. Ăn, ngủ ở đây mình phải biết khéo điều độ vừa chừng. Chứ không phải mình bỏ, mình buồn cái gì cái là chúng ta không ăn, không uống, không ngủ. Và khi mình buồn mình như vậy á, thì cái thân mình nó sanh bệnh. Dẫu cho người thân có còn đi chăng nữa cũng không có muốn mình được như vậy. Muốn như vậy khi mình ăn uống, tuy là cũng có người, cái sự vô thường, cái sự chia ly rất là mình thương, mình nhớ, mình nghĩ, nhưng mà bây giờ mình phải cố gắng
Nghĩa là nói người thân của mình, thí dụ như cha mẹ của mình mất, thật sự là không có mất. Mất ở đây tùy theo cái phước nghiệp của mỗi vị đó, thì khi đó thì tùy theo cái phước nghiệp đi nơi chỗ khác để mà thọ lãnh cái thân khác. Giống như cái xe hay là cái ly cái tách, nó cũ, nó hư, nó bể rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta có dư cái tiền. Ví dụ như cái khắp này khoảng 10 đồng, nhưng mà bây giờ mình có được mấy ngàn hay là bao nhiêu đó, mấy chục ngàn hay là trăm ngàn gì đó, thì mình khi mà mất cái này đó, thì mình kiếm cái khác tốt hơn, mình mua cái khác, cái loại nào mà nó gớt, nó không bể, mà uống vào nó có cái năng lượng, có từ trường như thế nào đó, uống vào đó. Thì khi mất cái này bằng sành, bằng gốm, nhưng mà mình được cái khác á, nó bằng vàng, bằng kim cương, nó tốt hơn á, thì khi mất cái này chúng ta không có hối tiếc. Thì cũng vậy, cái thân của mình nếu thường ngày mình hướng tâm về Tam Bảo, rồi mình nhớ tới lời Phật, nhớ tới lời Tổ, nhớ tới lời của quý thầy nhắc, mỗi lần nhắc á, nhiều khi quý thầy cứ nói tới nói lui, mỗi năm đều, mỗi tuần, mỗi lần gặp quý Phật tử, quý thầy nhắc nhắc như vậy đó, là để cho quý Phật tử ôn lại những cái lời quý báu của Phật, của Tổ. Khi mình nghe một câu kinh, một bài kệ, thì tự nhiên cái thấy trong lòng của mình nó nhẹ nhàng, nó thanh tịnh, nó yên lặng. Mà khi mình thấy nhẹ nhàng, thanh tịnh, yên lặng thì chúng ta phải ứng dụng tu tập cho nó được miên mật, cho nó được liên tục lâu dài, để một ngày 24 tiếng chúng ta lo ăn, lo mặc, lo ngủ nó nhiều, nhưng mà khi mình biết ứng dụng tu tập á, trong lúc mình ăn á, mình cũng có sự tu tập, có sự chánh niệm trong đó. Nên khi lên chai đường, Phật dạy là phải tam đề ngũ quán. Lên đó không phải là ăn rồi khen chê, rồi nhiều khi cự cãi trên đó, là nó không có tiêu tính thí. Cho nên mỗi lần cúng chai đường, quý thầy hay nhắc đó, phải giữ tam đề ngũ quán Phật dạy đó. Nhưng nhiều khi có nhiều vị chưa mới hay là cũ gì đó, nhiều mới cũ thì quên, mới thì chưa biết. Cho nên nhiều khi lên bàn ăn cái nói chuyện nhiều, mà nói chuyện là gì, khen ngon khen dở phải không, rồi cái bắt đầu nói chuyện của người này người kia, đẹp xấu, mập ốm hay là bệnh hay là khỏe, thường nó chỉ có bao nhiêu đó thôi à. Nhưng mà bây giờ mình khi mình lên ngồi ăn á, có sự tu tập á, nhớ tới lời Phật á, lên đó mình nhìn một hạt cơm, mình thấy vô số cái duyên, là trùng trùng duyên nó tạo nên cái hạt cơm, từ ánh nắng mặt trời, gió, rồi giống, rồi cái công người chăm sóc, rồi phân thuốc bón, rồi người thu hoạch, rồi người làm từ cái hạt lúa ra hạt gạo, rồi từ hạt gạo về mình mua về tới đây, rồi người nấu bếp, rồi là ta chế biến lên để cho nồi nấu, rồi chế biến món ăn này kia. Khi mình nhìn như vậy, mình biết cái ân của người làm ra cái hạt gạo rất là cực khổ, làm ra cái món ăn rất là cực khổ, mình nhớ tới ân đó là mình ăn trong cái sự chánh niệm, ăn trong cái niềm cảm ơn sâu sắc của mình. Chứ không phải là mình thấy nhiều món ngon rồi mình cứ ăn rồi mình quên cái sự quán chiếu, nghĩ nhớ tới công ơn của người. Một cái giọt nước mình uống, mình cũng cảm ơn, biết cái tri ân, nên là biết ơn, mình đền ơn bằng cách mình quay trở về, mình sống với cái tâm thanh tịnh sẵn có ở nơi mình, bỏ bớt những cái tham sân si phiền não ở bên ngoài. Thì khi mình khéo, mình nhớ tới lời Phật dạy, từ ăn mặc ở ngủ nghỉ cũng vậy, người ta nói là Đức Phật ngày dạy là tam thường bất túc, dạy cho các vị xuất gia đó, ăn cũng
thiếu một chút, ngủ cũng thiếu một chút, mặc cũng thiếu một chút. Ăn á, nhiều khi ăn đó là vừa gần no là có thể ngưng. Rồi ngủ cũng vậy. Thường thường quý vị Phật tử ở nhà mình ngủ từ mấy giờ tới mấy giờ? Có khi ngủ tới 7-8 giờ sáng mới thức, phải không? Còn trong nhà chùa thì tối thì 8-9 giờ hoặc 10 giờ là quý thầy ngủ. Khuya là 3-4 giờ là quý thầy thức. Thức để công phu tu tập. Nên cái gì nó cũng hơi thiếu, thiếu một chút. Nhưng mà nói như vậy để chúng ta thiếu á, như vậy để chúng ta không có tâm tham cầu ăn mặc ở. Cái thứ hai nữa là thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ, là thấy lên bàn ăn hay là uống nước, có nước gì uống nước đó. Chỉ nó uống nước đó là nó trị cho cái gì, cái khát, cái thiếu nước của mình. Và cái ăn á là để nuôi nuôi cái thân mình nó có sức khỏe để tu tập. Còn mình không 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 chịu á, lúc uống á thì mình nói bữa nay sao nước nó nhạt nhẽo quá, không có nước coca hay là nước sinh tố, nước này nước kia hay là sữa này kia. Mình thích cái gì là mình muốn cái đó. Nhưng mà có sự tu tập á thì khi mình uống á, thì mình biết nó vào cung cấp cái lượng nước vào cơ thể của mình, cung cấp cái tứ đại, cái thân mình có đất nước gió lửa. Mình là một bác sĩ gọi là là giỏi á. Các vị mà sống 8-90 tuổi, 100 tuổi á, hay là 101, 102 đó, là một vị bác sĩ đại tài đó. Tại vì điều hòa ăn uống đất nước gió lửa trong cơ thể của mình nó khó lắm. Có khi cơ thể mình á, ở ngoài á thì cảm thấy nó lạnh, nhưng mà ở trong cơ thể mình nó nóng. Nên nhiều khi thấy lạnh gì mà đưa đồ ăn lạnh vô là nó không chịu. Nhiều khi phải biết quân bình, tuy là ở ngoài lạnh nhưng mà ở trong nó rất là nóng, phải khéo điều hòa cái món ăn. Nhiều khi có nhiều vị chế biến món ăn á, là nó nói món ăn là bài thuốc. Nếu mà quý vị biết kết hợp âm dương cũng như là chế biến cái đồ ăn đó, nhưng mà cái món ăn mà nó tốt nhất á là món ăn thiên nhiên, ăn ít dầu ít mỡ ít chiên xào, ăn những cái món nó gọi là organic. Thì khi mình khéo tu tập á, thì khi mình tu tập mình từ ăn mặc ở và bệnh cơ thể mình cũng vậy. Nhiều người làm ra lo làm mà khi cái cơ thể mình nó bệnh, mới đầu nó bệnh ít mình không có lo trị, mình cứ gọi là tham công tiếc việc á, cứ làm cho nó hết công việc này tới công việc kia, và mình cứ bươn chải làm hoài mà không có thời gian để mà mình trị liệu cái thân của mình. Thì đến một một hôm bác sĩ người ta chịu hết nổi rồi, đi đi cấp cứu á, thì cái đó nó trễ lắm rồi. Cho nên khi mà nó vừa chớm nó bế ấy đó, thì mình phải khéo khéo biết để mình điều độ phòng hộ thân mình. Cho nên khi mình tu có sự làm chủ, có sự tu tập, mỗi cái máy động trong cơ thể của mình, mỗi cái chuyển biến, mỗi cái sự thay đổi là chúng ta biết. Chúng ta có sự làm chủ, chúng ta biết. Thấy cơ thể mình ăn cái đó vào mà nó làm cho cơ thể mình nó sanh cái bệnh này, sanh bệnh kia, thì mình cũng mai mốt mà thấy cái đó thì chúng ta không ăn. Mà nếu mà không trên bàn mà toàn món đó không thì chúng ta ăn ít thôi, bớt lại. Nhiều khi chúng ta kìm lòng không được là không có sự làm chủ á. Nên thấy cái món đó bữa nay đầu bếp làm sao mà ngon quá, mùi vừa màu sắc nè, vừa hương thơm nè, rồi vừa cái mùi vị nữa nè. Ăn vào sao thấy nó ngon quá, không có kìm lại. Khi mà đưa vào thì qua hôm sau là phải kiếm thuốc này thuốc kia để mà đào thải lọc ra. Cho nên khi mình có sự tu tập á, thì mình khéo cái ăn, cái uống, rồi cái mặc, cái tất cả cái gọi là tứ sự thường ngày của mình. Rồi khi mà khéo điều phục cái lời nói của mình á,
Vị tỳ kheo nào nhiếp phục được ngôn ngữ thì tâm thanh tịnh. Nên khi diễn bài chánh pháp, lời lẽ hòa ái, nghĩa lý rõ ràng. Quý vị thấy một vị tỳ kheo mà nhiếp phục được ngôn ngữ á, thì tâm thanh tịnh. Quý vị biết sao mà cái lời nói mình nhiếp phục được mà tâm thanh tịnh không? Thì khi mình nhiếp phục được cái lời nói á, thì cái lời nói mình nói ra là cái lời nói gì? Lời nói lành, lời nói thiện, lời nói về gọi là có bàn luận, tranh cãi gì đó thì cũng trong cái Phật Pháp, trong cái kinh nghiệm tu tập gọi là luận bàn chánh pháp. Khi mình luận bàn chánh pháp á, thì nó không có sân si phiền não. Mình nói hết những cái gọi là kinh nghiệm tu tập, những là cái hiểu biết của mình về Phật Pháp, mình trì gọi là mình trao đổi với nhau. Tuy là có nhiều vị á, mà ta tương đắc với nhau á, chú có thể ta ngồi thâu thêm gọi là cả ngày người ta trao đổi với nhau, mà cái người nghe ta thấy rất là giống như là cái từ cái tách bên đây rót qua cái lá tách bên đây vậy đó. Ngồi trong vòng cả ngày trời mà ta coi giống như là một bữa ăn. Hồi thời Phật có nhiều vị đệ tử của Phật cũng như vậy đó. Nghe Đức Phật ngày giảng nguyên một cái thời mấy tiếng đồng hồ, cả buổi tối vậy đó, hay là cả buổi sáng vậy đó, nhưng mà các vị đệ tử của Ngài nghe giống như là trong một cái bữa ăn vậy đó. Quý vị thấy một bữa ăn mình, bữa ăn sáng, bữa ăn trưa mình, thời gian nó lâu không? Khoảng hai mấy ba chục khúc à, nó rất là ngắn. Mà thời gian mà Đức Phật Ngài nói cho đệ tử của Ngài đó, gọi là các vị mà có kinh nghiệm tu tập an lạc á, truyền nhau nói kinh nghiệm tu tập cho nhau nghe đó, cái thời gian nó dài vậy mà coi giống như là một cái thời gian rất là ngắn. Cho nên khi mà nói á, thì cái tâm thanh tịnh, khi tâm thanh tịnh thì mình nói ra người khác, người đối diện với mình hay là người khác, người ta nghe ta sẽ cảm nhận cái sự yên tĩnh đó. Mà khi nghe mà không có tham sân si phiền não, mà khi nghe cái lòng mình nó càng ngày nó càng thanh tịnh, nó không có nghĩ chuyện này, không nhớ chuyện kia, không nhớ chuyện nọ nữa, mà lúc nào cũng sống với cái tâm nó bình lặng, nó sáng suốt, nó gọi là rõ ràng, nó linh hoạt, mà nó không có chút gọi là tham sân si phiền não trong đó. Cho nên khi diễn bài cái lời lẽ, cái lời nói của mình đối với các vị xuất gia là tăng ni, nếu mà có sự tu tập á, thì khi nói ra cái lời lẽ thì nó trình bày lời lẽ thì nó hòa ái. Còn các vị đệ tử tại gia của Phật, nếu mình có sự tu tập á, thì khi mình nói ra cái lời gì đó thì trong cái lời nói mình nó tỏ ra cái lòng từ bi, nghĩa là có cái sự thanh tịnh. Khi mình nói thì cái người ta nghe thì ta cảm thấy cái người này muốn giúp mình, muốn trợ duyên cho mình. Tuy là mình vô minh, còn phiền não nó còn nhiều, nhưng mà ta chỉ cần nhắc nhẹ thôi, một vài câu thôi, thì tự nhiên mình cảm thấy nó giống như là cái tiếng chuông vậy đó. Thường tụng kinh buổi chiều á, nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, nó giống như là thức tỉnh mình. Nên nhiều khi quý vị nghe tiếng chuông đánh á, quý vị đừng có nghe chú ý vô cái âm thanh của nó ngân nga như thế nào, mà khi nghe đó phải phiền não mình nó buông bỏ bớt đi, thức tỉnh ngay nơi tâm của mình, ngay nơi lòng của mình. Mình nghe rồi mình thấy sự vô thường cũng đó là một cái tiếng chuông thức tỉnh cho mình. Nên mình cố gắng nỗ lực tinh tấn tu tập nhiều hơn, đừng có để một đời nó trôi xuông. Khi mình khéo nhiếu phục cái lời nói,
khéo nhiếp phục thân mình, khéo nhiếp phục cái ý nghĩ của mình, thì cái lời nói, cái việc làm của mình nó sẽ càng ngày một ngày 24 tiếng thì những cái giờ phút mình tu tập, những giờ phút mình nghe giảng, những giờ phút mình tụng kinh thì nó bớt những cái duyên bên ngoài. Bây giờ mình tu tập có cái nhiếp phục mình nó mạnh á, nó nhiều á, thì một ngày 24 tiếng mình tu tập được mới ban đầu á, thì một ngày mình được 1 tiếng, rồi sau cùng từ từ mình tăng lên 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, từ từ. Nếu mà mình tu tập mà khéo á, thì 24 tiếng á, nhiều khi trong lúc ngủ á, mình nằm mơ á, mình cũng có thể mình làm chủ được. Ví dụ như thường ngày mình ăn chay đi, mà giờ cái lúc mình ngủ á, cái mình thấy bạn bè thân thích này kia của mình lâu ngày về, cái người ta mua những cái món mà mình thích, món mặn á, ta rủ mình ăn. Mà lúc mình ngủ vậy đó thì nói, lúc mà mình có sự tu tập làm chủ mạnh á, lúc đó mình sao? Mình nói tôi ăn chay tôi không ăn mặn. Lúc đó mình còn mạnh dạn mình nói vậy nữa. Cho nên khi thường ngày mình quý thầy nhắc á, quý Phật tử mình nên là lập nên cái thời khóa mỗi ngày của mình, để khi mà mình có ngủ, mình ta có ngủ mình ăn mặn đó, lúc đó mình cũng làm chủ mình nói như vậy. Rồi hà huống chi là lúc mình thức, khi mình thức á, người ta nói bữa nay là có món này là lễ này nè, phải ngủ mình ăn nè. Nhưng mà mình mạnh dạn mình nói mình đã chọn cái ngày đó. Thí dụ như mình chưa ăn được trọn vẹn á, thì ngày 14 nè, hay là ngày rằm, hay là mùng 1 rồi đó, là mình ăn chay. Cái ngày đó người ta có ngủ như thế nào chăng nữa mình cũng không ăn. Thì khi mình đã làm chủ như vậy được rồi, cái trong vòng một ngày đó mà mình làm chủ được, thì những ngày khác hay là những cái việc gì khác nó xảy đến với mình bất như ý. Thường khi xưa mình chưa có tu tập, mình chưa có nghe, thì bây giờ mình nghe là mình cứ khoảng xạ lời liền, mình giận, mình tức, mình cứ làm theo cái gọi là cái nghiệp của mình á, cái nghiệp thiện và cái nghiệp không thiện của mình á, thì mình cứ nói ra. Còn nhưng mà bây giờ mình mới vừa mở miệng ra cái mình nhớ tới ông thầy Minh Đức, ông nói ông ôn là ông kể cái chuyện con rùa mà nó được hai con ngỗng nó tha đi đó. Lúc đó mình đang giận tức lắm nghe, mình muốn chửi, mình muốn la, mình muốn nói câu thật là nặng để cho người ta đau khổ người ta ấy. Nhưng mà mới vừa khởi nghĩ lên đó cái mình nhớ tới câu chuyện con rùa này, mở miệng ra là chết. Thôi mình không muốn đó. Khi mà mình giận, mình tức, mình chi mê, mình phiền não á, thì mình không có sáng suốt. Lúc đó mình nói ra cái lời gì có thể là làm tổn thương người, giống như là cái chiếc dao mà lúc đó mình không có khéo á, là nó làm đứt tay mình, nó làm tổn thương người. Cho nên lúc đó mình nhẫn nhịn tu tập, có sức làm chủ. Mà muốn được như vậy thì thường ngày tùy theo 84.000 pháp môn, quý vị thấy cái nào hợp với mình thì nên ứng dụng tu tập mỗi ngày. Mới đầu thì vài phút, nhưng mà từ từ mình tăng lên dần, tăng lên dần, cho đến khi nào mà mình giải thoát, giác ngộ giải thoát viên mãn, mình lúc đó mình mới ngưng. Giống như là mình muốn qua một cái con sông hay là con đò, mình phải cần cái chiếc thuyền để mà mình đi qua bên bờ bên kia. Thì khi mình chưa qua được á, thì mình cần phải nương nơi cái chiếc thuyền để mình chèo chống, mình bơi. Nếu mình không có thuyền mà được cái khúc gỗ hay là một cái thầy thúi, mình ôm cái khúc gỗ hay là khúc gỗ mục hay gì đó, mình ôm mình bơi đi qua bên kia, thì mình vẫn nương nơi cái đó để mình khi mình tới bên kia mình hãy bỏ. Cho nên cái lời dạy, cái phương tiện của Đức Phật ngày chỉ dạy cho mình á, câu kinh bài kệ
là nhắc nhở cho mình cái phương pháp để mình tu, để mình bỏ cái tham sân si phiền não, những cái đau khổ của mình. Khi mà mình hết á thì mình không còn dùng cái phương pháp đó nữa, mà lúc nào giống như mình giặt cái này là khi mình nói ra là nó đã sai rồi, nhưng mà phương tiện nói, ví dụ như cái áo của mình nó dính dơ, mình muốn nó sạch á, thì phải dùng xà bông, dầu hay là nước xả gì đó, thuốc tẩy đó, để mà nó tẩy bớt cái chỗ dơ. Mà khi cái chỗ dơ này nó đã sạch rồi mà mình lại lấy xà bông này kia mình để vô nữa thì cái đó nó sẽ làm dơ cái áo của mình. Thì cũng vậy, cái một vị tỳ kheo phải khéo nhiếp phục ba nghiệp, cái lời nói, cái hành động của mình và cái ý nghĩ của mình, để mình nương nơi cái phương tiện để mình nhiếp phục cái lời nói, cái việc làm của mình, để cho có sự làm chủ tốt, để khi mình xuất duyên đối cảnh mình không có tạo nghiệp xấu ác. Mình luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới lời Phật, nhớ tới lời Tổ, và siêng năng tinh tấn tu tập để cái sức làm chủ của mình, một ngày thời gian nó được ít nhưng mà từ từ nó tăng lên dần, thì trong một ngày 24 tiếng chúng ta có sự làm chủ, thì tuy là nó ít nhưng mà mình phải có cái thời khóa đàng hoàng mỗi ngày, thì sớm chạy biết đâu cái duyên lành của mình nó chín mùi rồi. Tới một hôm đó mình nghe một câu kinh, một bài kệ, ha, mình thấy cái hạt mưa nó từ ở trên cao nó rơi xuống, chúng ta nhìn thấy cái tự nhiên chúng ta bừng ngộ. Còn thôi chúng ta thấy chiếc lá nó, hay là cái bông, cành bông nó rơi chứ chúng ta cũng cũng giác ngộ. Qua cái tích truyện cũng như cầu kinh Pháp Cú, quý thầy ôn lại, mong rằng toàn thể quý Phật tử, mỗi vị tự sách tấn bản thân mình, nỗ lực tu tập. Mong toàn thể đại chúng đầy đủ sức khỏe, lúc nào cũng siêng năng tinh tấn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thỉnh quý Phật tử chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô